Quý vị và bạn thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở thôn Trang Điền, xã Đại Cương, huyện Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam. Ngày hôm nay thì Phi cũng nhận được cái thông tin tại đây có một cái hoàn cảnh của một cháu trai rất là tội nghiệp. Thì Phi đang có mặt nhà của cháu đây. Quý vị cùng Phi tìm hiểu kỹ hơn về cái hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thành Văn. Cháu là năm nay 13 tuổi quý vị ạ. Thì bên cạnh của Phi đây thì bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu ha. Dạ, chào cô ha. Dạ. Được biết là cháu Văn là như thế nào, cô chia sẻ một chút không? Bên hơi vợ chồng cũng không có con. Dạ. Năm 2011 đó là cô bồng cô họ bỏ ngay cho cái cầu không biết còn đi tết nè, để một ngày tuổi để đêm xuống cho con bỏ một đồn cái hơn người đi lùm về cái thái đó cho cô. Dạ. Cô đem về cô nuôi. Là cô lượm được ở ngồi cầu hả? À ngồi cầu không biết mà cái đồn đi tết để xuống bùng đó con nè, ngay cho cây mít chứ. Địa Nga gặp mít nữa, kiến cắn không còn chủ mùa hết. Kiến cắn hả? Kiến cắn của núi con không đó còn. Là Để đem được xóa, là xóa ngà của bồng. À, là mới vệ sinh được không? Đó. Mà kiến cắn tùm lum hết. Kiến là của núi, không thoát chủ mùa. Rồi như thế nào, hai vợ chồng cô là không có hai con? Hai vợ chồng cô không có con. Dạ. Cái lượng mấy về nuôi cái xá thoáng, không mất bệnh nữa, không thủy. Cô nuôi miết tới năm 13 năm rồi đây. Dạ. Cô bồng hắn là 20 tháng 6 năm 2011. Dạ. 6 tháng là phát hiện là não uống thủy hả? Uống thủy. Yeah. Cô đi cốt bệnh viện để cô khám thử có phải đúng là não uống thủy không, nhưng mà bệnh viện mô họ cũng nói là không bị não uống thủy. Dạ. Yeah. Như vậy là hai vợ chồng không có con, tưởng đâu là nhặt đứa con về nuôi là cháu nó khỏe mạnh ha, nhưng mà không ngờ là 6 tháng sau là cháu nó phát hiện ra bệnh não uống thủy. Là bây giờ là cháu không biết gì luôn hả? Không biết chi đàn con ơi. Dạ. Không biết cái gì, không biết núa nữa. Không biết cái gì hay là. Dạ. Rồi cô có thể chia sẻ sơ về bản thân cũng như là gia đình của mình như thế nào được không? Cô là họ tên rồi. Cô là Nguyễn Thị Tốn, chồng cô là Nguyễn Thành Diệp. Hai vợ chồng thì cũng không có con, là bồng cô về đây nuôi chăm chút biết nuôi 13 năm. Nhưng gia đình thì cũng có khen, hai vợ chồng thì như chồng đi luôn thì phải vợ ở ngoài cho chăm cho hắn. Yeah. Chứ không có thể bỏ hắn được, tại vì trừ là hắn bị ngủ này là không khó thở, rồi trừ mới nén đoan bị bệnh viêm phổi nạn nữa. Viêm phổi hả? Viêm phổi nạn với lẫn có cục u này nữa. Có khối u? U ở đây nè, chỗ này này. À, mà mình đã kiểm tra cái khối u đó chưa? Khối u nó là ông bác sĩ Trình, ông nói là cái chị cứ vòng đi vô thẻ Sài Gòn này chị mổ nha, tại vì khối u nổi lên nè. Ừ. Nghe cái khối u nổi lên nè, đó con nè. Yeah. Là với lại anh bị viêm phổi quăng hò rồi má còn miệng hò miết tới bữa nay vẫn vẫn còn hò rồi má, nhưng mà cô kia tại vì cô kia để rón sang xuống bây đầu có mùa này bón lúa sang rồi mình bỏng đi Sài Gòn chữa bệnh nha, chứ tại vì cô là con biết đầu lùm năm mà ông chồng cô đi lùm cô ở nhà. Nó là tiền không có, nó thiệt bởi con, nhớ nuôi một đứa trẻ mà nó bình thường thì cũng khó rồi, mà nuôi một đứa mà bị bệnh tật nó là rất là khó khăn. Yeah. Có phải là cô nói là bây giờ là bán lúa xong rồi mình mới lấy tiền đưa em đi hả? Đó, cô nuôi cô phơi lúa đó, cô bán lúa xong rồi cô kiếm tiền cô đi cô bồng em đi Sài Gòn. Bồng vô Sài Gòn luôn hả? Bồng vô tới Nhi Đồng một. À. Cô khốn nha, từ giờ đầu là cô mới đi xá năm vườn về đây con, đi xá năm vườn cô ở nửa tháng trời. Nhưng mà bán bao nhiêu lúa mới gồm mới đi được? Chắc cũng bán hai cũng hơn tấn lúa. Bán tấn lúa hả? Hơn tấn lúa chưa được đi. Bán tấn lúa là bữa nay bao nhiêu tiền? Hình như 6-7 triệu. 3 triệu phải? 7 triệu. Lúa ăn là cô luôn lúa ăn là chắc 3 triệu. Nhà cô làm lúa nhiều hả? Hai vợ chồng làm? Nhà cô là cô luôn mà được bả sâu ruộng nó thiệt với ông đó, mà nó cũng lo cho hắn thôi. Chủ yếu cô là cô sống là hơi dòng cô lo chủ yếu là cho hắn thôi. Yeah. Nó thiệt với ông, có mình hắn tội. Nó đi cho con nó thiệt thôi con chứ. Họ bỏ họ không mong tội chứ mình bỏ hắn là mong tội nên cô kìa. Cô trong dẫn sống để cô nuôi hắn. Vậy là bây giờ mình nuôi em nó được chừng nào là nuôi đó? Nuôi được mua được ngà mua thì mừng ngà nấy cho vậy con. Cái chi vô đây trừ ơn bằng chi bác sĩ mua vô đây con tí nhà cô đi xin thuốc hoài đang đợi tháng nữa. Yeah. Cô đi miết. Cô đi ngà mua chi những cái lá chùa về để cô xét cho uống đó nè. Cô đi miết thì. Có vẻ như 13 năm qua là cô cũng chạy chữa khắp nơi cho em đó. Cô đi, cô nói con là cô đi tứ chiến dọn hành. Yeah. Không bệnh viện mua cô không sao hết. Dạ.
không bệnh viện cô nàng nhiều nhất là cái bệnh viện Đà Nẵng rồi tới xã Đông Dương, xã Đông Dương là cô đi qua chiến, còn cái bệnh viện đó qua mình thì không biết tay hen đâu. Dạ, cô tá là năm nay mình bao nhiêu rồi cô tá? Cô 60 con, cô 60 hả? Cô 60 mà cô tuổi mẹ đó con. Lúc đó cô nhặt em là cô. Cô hồi nãy là cô năm 50 mấy tuổi đó. 57, ai 53 chứ? Không có, hồi nãy cô 20 năm qua hả? 13 tuổi. Mười ba là từ hồi nãy cô năm 4 mấy, 47. Không biết cô hồi 47 gần 50 tuổi rồi, hồi nó cô gần 50. Lúc đó là cô 47. Chúng mừng con ngày, mừng chi, mừng. Mà trời như trời hắn đa đi chứ cô cũng không bao giờ mà cô cũng hẳn hay là đang thao kiện, số phận mình đi kiện mình nói vậy. Cô nói thiệt phải không? Yeah. Cô chứ bây giờ mà cô thon trách phận nè, đang rước khó khăn không? Rất là thương hồi chồng cô là rất là thương, ổng thương hắn là cô nói là ông nói là hấn giòn á. Cô nói còn không có gì mà nhé, ổng kêu thôi mi đừng lộn chi mi đi nên mi nhờ mi giữ thằng cụ này tỉa tay lùm nó lo ăn đi đâu. Con nhập về nhưng mà thương hơn cái gì nghe cô, thương hơn con đẻ cô nói thiệt với con, cô đi xí là cô nhớ cô chịu không nổi, không biết cái duyên đem với cô á. Mặc dù không có con ruột nhưng mà lượm đứa con về nuôi mà thấy rất là thương đúng không? Vui còn hẹn có hẹn gì. Hiện tại là em nó có những cái biểu hiện như thế nào con? Co giật con, bị co giật miết. Co giật hả? Bị co giật ra này. Em mòn coi như là mắt ngủ là coi như túi lẫn khác là nhất định số ngày là co giật. Yeah. Co giật méo miệng luôn còn biết, co giật kinh mà trời con nói cái đạo ông đa đằng này. Mà nhưng mà không nói được là cô không biết. Bữa hôm trước tự nhiên đâu đã khác cô vòng đi khuôn bệnh cô kêu chắc bị bệnh chi cô không biết cái tế nó bị đa rèn xuống bác sĩ cái đa rèn còn chiến giờ rồi đi ra là cô vòng xuống bác sĩ trình kêu là hắn bị viêm cái chi viêm chi nhài chi trong phổi nữa ho ra má cô vòng em đi cô vòng với lại em thở hơi lây nhiều lắm bây giờ nhà cô rùi quá trời luôn nè. Do nhà cô nuôi vịt đó nhà cô nuôi vịt đấy con nhà cô nuôi vịt cho nên là nhà cô bình thường lắm đó cô dọn sự nhà cửa sạch trần hai cái chân của em nó cứ téo biết nó mới téo như vậy khó lắm mà một đứa còn hơi tàn còn ngon nấm niệm nấm ngon cưới niệm vú đằng này nấm ngon cái này vú đằng này vú ngon cưới đằng này miết này này anh vú miết đằng nào hồng mua trừ được hồng xá thoáng rồi trừ vú nữa nè không có xè ra được hả chân tay co rút mà hai cái chân nó téo như thế này đây miết rồi em mặc baby cả ngày đó hả cô miết rồi đằng cũng như là nam bị hơi thoáng rồi nè mấy nữa rồi ăn uống sao em uống là con biết là ăn buổi sáng là cô dạy con mua chuối dinh dưỡng về cho ăn cái trưa về con mua thịt bò về cái nấu cô cua lòn cà rốt cô họ cho cô cái xanh má xa cô xa nhiễn rồi cho ăn trừ là mùa giờ là cô cho uống sữa này mà trừ là trẻ là mùa giờ con sữa tới 12 rưỡi là cô cho ăn cái quy định là của cô thế là cái chiều là 3 rưỡi cô cho uống sữa bây giờ là cô đút cho em hả cô đút chưa hả chứ cái này là em không có không có thêm ta chân không được chị cô trời con hổ nhưng mà cô đút là em ăn có nhanh không không lâu lắm không con đút không là cũng là tiếng rưỡi đồng hồ gửi đủ ngủ y chơi này mỗi lần ăn là tiếng rưỡi đó, em tiếng rưỡi đồng hồ đó nó còn ăn lâu lắm sao mình không thông trực tiếp vô trong dạ dày luôn chứ không tậu tậu hả tậu con à cứ hạn của hãng có xì xì tậu con à cô tậu chứ thôi cô cố gắng cô đút cô muốn nhỏ nhỏ đó cô đút cửa tậu con mé con đạo thay đồn nó con ngon này nè không chết mé gì đợi con ngon này không có lấy không thấy cái chi đơn á mắt thì không thấy luôn mà cái đầu của em là nó to đúng không đâu cũng thấy to mà con nói cái chi chú này chuẩn phùng ra những mấy bữa đậu phùng mà niệm phùng dữ đi con hiện tại là em nó có uống thuốc gì không cô chỗ đây con này à được rồi cô cứ nói đi cô là cô uống thuốc này thuốc hò thuốc hò thuốc tôn đờm thuốc để túi cho em uống để đi ngủ ngà mua cô cũng muốn nên đó cái cô để trong một sách nên nói chung là với con là cô nói là con kia cô là rứa khót chứ con nuôi con là không kể nhưng mà tốn tiền cũng hết mất con mỗi tháng là cái tiền để lo cho em là nó rơi vào tầm bao nhiêu tiền con tiền nhà mẫu thốn tiền ăn tiền sữa tiền bò bì là cô tính cái gió bèo phải là 5 triệu cô gió bèo nhất đó cô gió bèo luôn hả nó cái bò bì của hắn là cô mới mua bịch bò bì 36 miếng là 190 ngàn này vậy cái máy ngạn thấy mà tự biết con biết làm chỗ đó liên khúc sao bây giờ cô thà cỡ này trời chuẩn bị cô thà cỡ nữa nè vậy là tầm cỡ 5 triệu mỗi tháng để lo cho cô tính là gió bèo 5 triệu đó thôi thì còn tiền mình biết của hắn không biết nữa hắn là hơn 3 ngàn đi cào lần 60 ống
không để bơm vô. Khó đi cầu lắm hả? Không đi cầu được, bơm vô mà chờ cái nước nó rồi cho cái phân mà không tiết này. Cái đầu là hắn mới rồi được. Là con biết là 60 ống là con biết là mỗi ống là bơm rủi ngọn, bơm rủi đó. Là nó đi cầu là tự nó ra hay là? Không, bơm vô đó con mua để con ngầu bơm, bơm đó. Bơm xong là tự nó ra hả? Không, bơm ngầu miết không mua mà để cho nó mềm. Cái đầu bắt đầu tự rạn chứ không thục vô nó miết thì à, không gì đây. Vậy là em nó rạn được hả? Rạn, cố gắng rạn, mặn rạn, chả nước mét ra nó không. Bơm cái nó vô là tự rạn con nè. Phải ngầu chờ. Cái hầu con mát, con ra thấy anh giường con mát. Nó không chịu rồi. Mà con biết cô cho em ra miết thì em ra. Em còn khu à, em còn rốt. Làm gì nè. Em con cô nói thiệt với con, cô lo cho em lắm, cô lo hơn bổn thân cô nữa nè. Nói thiệt con, cô cười cười để cho thiệt cái gì. Ông chồng cô nói là ông kêu nếu mà để như nếu mà đà để cho ông đà thế cho em mức độ không biết này. Cô cũng được. Cô kêu nếu mà mình đánh đổi thì mình thiệt mình sẽ đầu mình nấu để đánh đổi đi cho em xong. Để đậu. Em còn nhỏ đậu. Có phải là 13 năm qua là mình cũng rất là vất vả để được mà chăm lo cho em lắm. Con nói thiệt, cô nói thiệt với con, từ hậu nằm dưỡng đoán tôi, cô tẹo không con này. Cái hông cô cũng tẹo là cô đi không được. Cô tẹo không được này luôn. Em khóc kìa. Im gọn. Con đau trong đầu đó hả? Đau trong đầu này mà cô không biết ra trong đầu. Không biết con thức miết, cô đâu có ngủ được không? Bởi cô nhất đi. Cô luôn đi này, cô luôn có đêm này, là cái tiếp tới gần đà. Quá này cô đi xa anh giường rồi, cô mất sức cô đà luôn đó. Giờ là trong đầu nó là có bị khối u gì hay sao chứ không? Nước rồi chị đang đi chứ chị không biết là trời chiến đi cô đi Sài Gòn để cho đầu biết trong đầu nữa hả? Ừ, để cho họ đi siêu âm rồi thấy. Cô đi thấy thủ mầm nó đi cực lắm. Vậy cô đi rồi cô đi mình hay là đi với chồng? Chồng cô dẫn cô vô nó rồi bỏ là cô ở đó là ông đi gì? Ông đi về cái đầu tới hậu ông dẫn cô vô lựa. Ông gì ông dẫn cô gì? Chứ đâu có mình cô ở nữa. Mình cô là giờ đầu xá làm giường cũng đó cô ở mình nữa đó. Cô là cứ mẹ con. Cứ dẫn cô đi hả? Dẫn cô đi cái đó. Dẫn cô đi. Chứ đâu mình cô làm đang cô đi cô ở bên bồng rồi giấy tờ làm đang không. Mà con biết vui bị nhi đồng nên khổ lắm không. Đi những xoa mỗi lần bồng là vô con mát cái miệng chỗ khó, cái mũi chỗ khó, cái đầu bụng chỗ khó, cứ đi cũng bồng là cũng bồng đi những xoa nữa. Cô đi vô là rồi là cô biết rồi. Như vậy là cái hồi mà em nó sinh ra là bà cha mẹ ruột đó là con cô chỉ không biết ai luôn. Không biết ai. Con nghe mấy người họ kêu là họ thái hắn bồng sinh bửng mà họ chẻn có khen có chúng gì trơn, con biết không bỏ mà tội dễ sợ con. Cô thấy con muốn con ướt nước mét á. Con bỏ có khen thì mà nhấp ôm nó còn bình sữa mà kiểu như họ dục quá đau lượm đó. Với lại con biết con uống con học lúc cái mà có một học một cái gì cái cô thấy không sang là cái cô mộng gì cái cô bét đào cái cô chà xuống cô gỡ họ cô chà xuống cô mua thuốc thuốc kiến này nè cô kêu chúng hiền này cô kêu bón mình thuốc mua mà tốt nhất á để sức thì kiến cá nhiều quá kiến cá là cô nó không còn chỗ ngồi ta cô nó còn túi nó sốc cô ngủ được có sốc mái đầy mà nghe quá cái con biết này là cái bình sữa thì nhấp buồn có khen thì nhấp buồn để nó ô thì có mau phục lúc mà cô không nói sơ lời. Con em cũng tội, chắc con em bị sáng sinh viên ngay kiểu trải men này. Nó đứng đó có mấy người hủa chứ trời lạnh đi đang con không trùm đào đồ vô cho em để con đĩa với em tội vô quần gì chơi mới sinh dạ gì tội đó con. Chắc kêu con đi đón xe thù, mà có đồng quẹo nó đang đón xe thù không? Những giai đoạn phỉnh cứ mộng. Chắc là đứa sinh viên quá hả? Sinh viên kêu trải đẹp lắm, kêu con bé nó trải đẹp, kêu con bé nó trải men gì. Mãi nhỏ xí, nghe kêu mãi nhỏ lắm. Hầu nó cô ra là nản chắc mẹ rồi à. Tại không biết rằng cô không biết nữa. Ủa, lúc đó là có mẹ nó nữa hả? Cô đón theo cô đón không? Tại vì 12 giờ lẫn chưa mở cửa cán đi với cái thằng đó, với cái con đó. Mở con nó cù. Cán theo cô, bây giờ mở cửa cô. Kêu 12 giờ, cán trở lại, cán cho hầu nó hơi 150 ngọn cũng lớn rồi nè. Cán theo cô cũng cho em hơi 150 ngọn để cô mua sữa cho em. Hồi nãy con vô cũng không mở cửa, con vô cho em hơi 150. Cái nhà hầu nó đã có cô không biết cô mới mà nó biết mà cô có một lần xa nữa lần xa cô về đây hắn kia hắn đi chụp bán vụ chứ cô chẳng thấy gì trời cái vô cái tự nhiên cô ở nhà tây cô xuống nhà dưới cô lấy nước cho cô nữa nó cũng khung rồi cái cô thấy cái tới trời cũng biến tới trời cũng bả nành thì không thấy hắn biết cô nuôi nè hắn biết cô nuôi
có đi viện là không biết, là không biết là vẫn dẫn bữa bọn trơ ăn nữa, bây là cứ được cứ con nữa. Nhưng mà cô không biết là người ở đâu hả? Con không biết, cô không biết ở đâu, trong cái cô chờ con chờ em hơi trong đuổi cô mua thêm mua sữa cho em. Dạ. Yeah. Mà mẹ nó là trẻ đẹp. Mẹ con này trẻ đẹp, cô thấy đẹp mà, cô thấy trẻ men đẹp lắm, giống như cái dòng sinh viên á. Rồi mà khi mình đưa em nó về là từ đó mình đưa về là 6 tháng sau mới phát bệnh ra hả? Dù sao có thời gian mới phát bệnh đó, cô thấy trẻ ăn lặt, ăn lúng vậy trời. Nên gọi kỳ cái cô thì ông bác sĩ Tiên này, ông nói gì chị đó, cái cô bồng ra đồ hoa nén. Cái bác sĩ ông Quốc này trời, cô nói luôn nè, ông bác sĩ ông Quốc, ông kêu bác sĩ mà ngu dữ đó, nhìn vô là đã biết nữa, ông thấy rồi. Cái đầu này cô kêu đi trên thầu để thời gian máy thoát xa này thì để thử hắn có lặt hằng. Ai hằng có thấy thoát xa, cũng trẻ đó, cô bồng lộn lửa đi ra. Đồ hòa, à sát đâm giường. Dạ. Yeah. Đâm giường có bác sĩ nó kêu rồi cô ơi, em bị nổ ông thủy rồi em cô ơi. Thôi kìa. Thấy rụng rời hay? Chồng cô không kìa, ông rụng rời, ông rõ rời. Nghe tin ông rõ rời. Dạ. Yeah. Mà thôi trừ là ông ổn rồi. Trừ là cái số mình. Nè ao là số phận, thôi kìa không. Thương lắm. Cô đi vậy là trước giờ là 13 năm qua là hai vợ chồng là nuôi dưỡng cháu, tốn cái cũng chắc là quá nhiều lắm. Cô nói quá, con tin rằng cái nó má làm, cô thấy nán quá mà cô đi lại như tiệm linh đi, cô mua tỏi cút bên đây cô tỏi chưa sang này, cho hắn làm đó. Nó mức độ nắng quá chịu không đâu. Ông chồng cô ông lấy cái khăn la mẹt của ông nè, ông la hóng là đít chán miết thì trưa mua cũng đưa, cũng kêu thôi, chờ đi lên mua chịu đi, đi lên mua tỏi cút đi. Chi cũng phải tỏi cút cho em cứ để tẩu ngâm sống mua như nào nữa, cái đó hắn cứ để nó chạm nó ra bắt đầu cô bạc. Yeah. Cô cho ông sữa đầu cô bật lên cái bát đầu cô tét sang cô chặt cô nghĩ chẳng bớt cái như vậy rồi rồi mỗi tháng mà tốn tầm 5 triệu thì cái chi phí nó cũng nhiều so với hai vợ chồng cô là có cái thu nhập nào ổn định không? Không có luôn năm đây cho con không có. Vậy rồi tiền nào mình lo cho em? Cho cô đi mượn tầm 15 qua ngày trừ. Con tiền trừ trong Mỹ cũng không có đồng một con tiền. Xóm đồng 15 ngàn một với là nã đi mua 15 triệu, 15 một thịt bò vậy nha. Cô không có tiền, cô không có giờ cô có đồng bột mẹt, tăng tiền mẹt nó nói rằng mấy cô đoàn lo. Cô kìa sửa trời em hết này, bơ bay hết này, đi chiều này mấy cô phơi lúa thiệt mãn. Để chiều này cô quấn mấy vô lúa này cũng mà lo cho em. Mỗi lần lên bơ bay với sữa là gần 6-5 ngàn đồng. Mà con biết ngúng nó 6 ngày lòng, mà ngúng nhanh lắm. 6 ngày lòng sữa? 6 ngày lòng sữa là con biết mức độ nhanh. Nó ngúng là một lần là nam bổng dừa đi con nhỉ. Ngàn ống hơi quẩn, nhanh lắm. Nhưng mà con nãy giờ con nghe là hình như đờm nó kéo trong cuộn. Đờm đang đi đại đang nãy cho chơi con, trừ là con biết là cô cho nó sửa sang. Bác đào lẳng ho là cô vòng hăng chút xuống đây nè. Để cho sửa cho đờm nó ra, cái bác đào cô rút. Cô lấy cái tàu. Chứ mình không có máy hút đờm hả? Không có, cô lấy cái tàu cô rút. Con nghỉ đi hơi chồng cô lớn tuổi đầu. Cô luồn xí ruộng đi đây. Lâu lâu cái cô Trang nuôi nuôi nhiều quá là cũng không được chi. Cái đó cô Trang nuôi ra đời để phụ để lo cho hắn cho trời. Bốn thằng cô không lo hơi chồng cô không ăn uống cực khổ lắm. Không thấy vậy, ăn xí cò này nhưng mà vẫn lo cho hắn. Yeah. Nhưng mà cô ăn uống cực, nó rất là cực. Nhưng mà tiền là lo cho hắn, để tự. Cô nói là em cô nằm như vậy rồi có bị lỡ gì không cô? Không lỡ con, cô Trang không lỡ. Đó kìa, cô mua cái này nước đó con kìa. Yeah. Nằm cô, vậy không lỡ đúng không? Cô lo miết chục cô tán bữa vào về chị túi là cô tán rồi không biết đang ăn. Nên thử tán, thêm lửng. Yeah. Mà hắn không tán là hắn khác. Rồi bận bà bi cả ngày ở đây đó. Miết rồi đó. Ngày đây. Đâu, sáng giờ cô tha đâu, chị Dũng bị cô tha lại đài đầu đó. Dạ. Yeah. Con cứ đó. Bởi cô mỗi lần con đi nhận mỗi lần cô núi rồi con núi. Mỗi lần mà cô nghe gần hay sữa là cô lo kinh lắm. Mà mượn họ nó thiệt con như lùm năm này nó đi rồi. Rồi như vậy có nợ nần không? Không có nợ chứ thầy không có con, cô cũng có nợ chứ. Nợ nhiều không? Chung chung cô nợ cũng cô cũng nợ cũng được nhanh nhưng mà cô từ từ đó cô tỏ kỹ như vậy. Cô nói cái chế này là cô ông Phước Thiên này, nhỏ má tông Phước Thiên nè. Tại vì con bé nó lùm từ thiện, con biết không? Cái thái thằng cô này cái ông xuống biết ông lên cái tự nhiên ông thường nó kìa ông đem muốn xuống đây cho con kìa, ông kìa cứ đem về đây để từ từ cái đồ tỏa cho ông. Đưa cho mình cũng gì mình rớt tới nhỏ già con, ông già lắm nhưng mà ông vẫn từ thiện. Mà cô hầu không có tiền cô lên con mượn quá, mà mượn quá biết đúng chứ nó cho mình lợi dụng nó cho mình lợi dụng nó làm tốt của họ. Nên cô cũng hầu lâu lâu con lên con mượn nó không dám mượn nhiều. Yeah. Cô chướng nó kìa ông kìa cứ đem trong đó ông cho cô, ông cho hơi cầm để luôn cái chế này đâu còn, ông cho tiền cho công của họ luôn kêu cầm xuống luôn. Họ thấy họ thương con nó thì cô nó thiệt với con, nhưng nhiều người cô đi đó chứ họ thấy họ cũng thương con này.
Mình nói thiệt, bởi cô nó ở Đà Nẵng, cô cho cô có điện thoại, cô kêu chị, nói thiệt với chị là Bồ Tát sống. Không nói như vậy, tôi thấy chưa nói như vậy. Thôi kể không, nói cái chứ cũng tội. Dạ chứ ông chồng cũng nói thì tới mức độ thì con này, ông về ông đâm nhà mắt trước mình. Để là mình nói thiệt, nói là một vật cái sai mọi đồ cho hắn đồn quần. Chứ bây giờ mình cháy từ họ lắp cái cục đất nó xuống rồi, hắn là con quân nữa. Tội hắn, rồi bây giờ không biết mỏ mùa được cục đất này, rồi họ ủi đi đâu, họ ủi, ông nói biết nè. Ông nghe để tội nói thiệt, mình lo cho hắn để tội. Nhiều như là hai vợ chồng cô chú là có duyên thương kính lắm. Cô nói với con là không, cô nói thiệt với con không chá ruột cô cũng thường thiệt chá ruột của ổng mấy người chá ruột của ổng không mẹ hả thương anh em ổng hùng biết ổng tên Dịp hắn tên Vang mà ổng không biết con ngủ kề thằng Vang tên kề dịp ơi Dịp hở mấy này mấy hầu là con biết không đa là kề Vang ở một tiếng một chữ không cùi không chi đâu. Có phải như giờ em cũng yếu hả? Mới con sợ, con lo. Cô phải đi chữa. Khối u chỗ này là như thế nào đấy chứ? Khối u này con nè. Ăn uống có được nhiều không? Ăn cũng được. Con ngày bữa là cái hủ chú nó mình làm ngon là ăn hai trần. Mà cô đút lẫn lao, nếu mà cô ngầu biết thì cô cho ăn hai trần. Mà ăn như cô nâu á. Là cô hầu cô nâu quá, là công chuyện cô nâu quá là nghe được hơi phần. Mà cái chia cô không phải cho ngang cho nào để tậu. Thôi thế này, hôm nay con cũng biết được cái hoàn cảnh của em đó. Và đến đây để hỗ trợ cho em nó có một cái khoản kinh phí để sắp tới cô đưa em đi chữa bệnh. Mới nói đó, con mới cái đó cô rủ lúa ra đầu tiên con nó. Cô cái chiều này chi cũng có món bò vô lúa. Mua mua lúa đem mua cho hắn là lông sữa với là bịch bò bì. Cô lo con ngày mỗi lần thấy cái là cô lo. Cô ngồi cô lên bởi con không mập được. Nói thiệt con cũng không mập được đó. Lo. Con nghe cũng bim rụt đằng này nữa con này. Cái rụt cứ ngát đằng này nữa cô bị cô đi mấy này. Mỗi lần cô ngó chân. Cô ngó chân thử cái rụt mấy này. Ngó chân mà cái rụt nó cứng là vòng đi đeo khoa. Rồi con cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi giúp cho em nó số tiền là 11.300.000. Hy vọng là số tiền này sẽ giúp cho em nó có thêm cái điều kiện để cô đưa em đi bệnh viện ha. Dạ. Thì trong này là gồm có gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu, gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Vicky Võ ở bên Mỹ là 1 triệu, hai em Jason và Jackson ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Hạnh Vương và cô Viện Phạm ở Canada là 1 triệu, gia đình Công Giáo tại Sydney Úc Châu là 1 triệu, chị Lisa Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Võ Thị Nghệ là 1 triệu, chị Duyên Lâu ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Vũ Thị Đông ở Hà Nội là 1 triệu và anh Trần Kim Sâm là 300. Tổng số tiền là 11.300.000. Dạ. Thì con gửi cô rồi cô lo cho em nha. 1.300.000 đây con gái. Rồi cô Tám lo cho em nha. Để cô cũng mời anh họ cho. Dạ. Nó cũng nhận được bữa nay phi tới để giúp đỡ cho em, cũng may nhờ Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho con của tôi, thì tôi cũng mừng có Mạnh Thường Quân giúp đỡ để có tiền mua sữa lo cho em đi Sài Gòn. Dạ. Không cũng một lần nữa xin cảm ơn. Tính là khi nào đưa em đi? Cô sao mùa này cô đi chứ, cô đi chứ, cô phải đi mà, cô nói là cô đi là cô đi mà. Vậy đâu, cô tính đi đâu, cô không có tiền nữa thì con nói cho cô không có tiền nha, có tiền là cô đi đâu. Cô đi trước cái mùa này nè. Trước giờ là đưa vô Sài Gòn mấy đợt không? Một đợt. Mới một đợt đó. Mới một đợt đó con này hả? Một đợt ở Nhi Đồng 1 nè. Nó cô ở Nhi Đồng, chứ cô vô Nhi Đồng 1 nữa. Vô đó bác sĩ khám rồi sao cô? Bác sĩ cô biết điều trị biết đấy chứ, vậy nó bớt xá nằm con này. Không, nó bị viêm phổi, con bớt xá nằm này, bữa nay bị lửa đây con này. Dạ. Chắc là em nó trước giờ là cũng nhờ từ thiện rồi giúp đỡ nhiều rồi. Trời cũng ít lắm, không có lên muộn tới con này, con ít lên muộn lắm, con nói thiệt với con thấy cô không có cô không bao giờ cô ghê rượu mà chiến đi cô. Nói thiệt cô khó khăn quá đi, cô mới nuôi nhờ con bé nó nuôi giùm cho con không. Bữa trước con cô đa nè, cô nhám méo mà cứ gấu gục đi ra con làm đi bệnh viện thái dương á. Con bé nó kêu cô. Con cô chá cô đó cô kêu chứ chồng cũng chẳng phải con không phải chá con nghèo bỏ rơi cô đem về cô nuôi đây.
Nó thì bảo là lao ăn, cái cô nuôi nan này được 13 tuổi mà chơi cô đi viện này, cái tự nhiên nấu lên muộn cân cho cô được mấy triệu, cô mừng bật sóng không này. Nó thì tăng khi cô còn có 81 ngàn, cô nuôi con đó. Ủa con cô đi viện cô có 2 triệu buộc. Cô đi xe rồi nẻ 200 tràng. Cô đẹp và tăng cái nhà thương 2 triệu. Cô còn 5 tràng, cô thấy ai nán cô lựa cô mua cô buộc. Cái mình thấy cô còn có 81 ngàn, cái cô điện cho ông chồng cô có hàng ngày đó cái điện nó có lạnh cho cô thì cô xoắn con này. Cô còn có 81 ngàn, cô không biết cô phải lấy tiền chi, tiền ăn cho hắn này, rồi tiền mua Barbie đồ cho hắn này, cô lo bất chết. Cái đang tự nhiên lên mõn xin cho cô, cái chung cho cô cần mừng chi mà cô mừng. Vậy là trước giờ là cũng không có lên mõn. Không có lên mõn, cô không có lên mõn, lên mõn gì đó. Cô đã nói là cô không đến đây là lần đầu tiên cô xuống nhà con đó. Cô cái đấy thôi ông Diệp ơi, trừ Diệp ông đa rồi thì tôi chạy xuống Phi thì tôi nghe nó vẫn ở Đông Phước, tôi đi thử rồi. Cô đi cô chẳng có đồng bộ con này, cô như sáng hư là cô chết cho con này. Cô đi cô xuống như nó, cô rèn cô đứng ngay cho chân xanh đằng đó, cô nuốt đồng bụng cô kia đi nhé. Cháu nhòn Phi chờ biết ở chỗ mua đầu tìm cái đang giống mày cái bị cứu tình này con này. Cái thằng nó như cầu nó kia đấy cô đi tìm ơn. Nhưng trước mặt cô này, cô kia châu cho cô có một cô nó đẹp việc lắm mà cô đi tìm Phi một lần từ thiện này. Nó nghe con biết rồi, chờ cô lấy năm trăm mấy, cô rẽ bên ta nẹt nó có cây đoa cục đình đó nè. Cô đi rẽ tới, cô đi tìm cho hắn con đoa liền. Con thấy rõ rồi, con kia nha, con lui cho hắn hơi, vợ chồng con nói thiệt với con, những hồng đà ở gì đằng con này. Nói thiệt với con, mạnh khỏe đi. Cô với chú là cụ chứ không đa đạo, không chủ mũi, không gì hay trơn á. Mà trừ trường hợp là cô thức đêm quá thì cô không có đà. Còn cô không có. Giờ đầu này ông đi đúng như vũ, chị ông tâm vũ chiếc xe lớn lên. Ông tái bật nữa lắm, chị trần còn. Đúng vũ á. Thôi được rồi, bây giờ cô cố gắng rồi cô lo cho em nha. Trừ giờ không biết nè. Tiền nay cô để lại cô đi bệnh viện chứ chiều nay cô lên cô mua sữa về mà đi lỡ lo. Mua lo cái tôi thấy cái lon sữa cô mới nói với chị chồng cô kìa. Chị Nam ơi, chị thấy hết sữa đâu lon lo này thôi kìa, em cố gắng để chiều nay là kêu bình xuống món ít vô luôn á. Để đi mua sữa cho em. Hắn không bao giờ thiếu sữa hết đàn con này. Đời của cô nói mình con. Thiếu ăn chứ còn không để mình thiếu con. Ăn nhé, không bao giờ mình để cho hắn thiếu sữa, không bao giờ. Nên chứ còn hơn ba ngà cái lời đứa đó, con nói với con là tiền Barbie, còn em còn nhiều hơn tiền ăn nữa. Tiền bơm đít chứ. Cái tiền bơm của hắn cái ấm bơm đi con này nhiều hơn nữa. Thôi bây giờ con cũng xin phép nha. Cô cố gắng. Cô cố gắng, cô lo cho em. Con này. Cô cố gắng được cô lo cho em ha. Cô cố gắng lo cho em, bè mùa gió cô phải lo đi. Dạ. Thôi bây giờ thì Phi cũng xin tạm dừng chương trình tại đây và... cũng thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để hỗ trợ cho em nó có thêm cái khoản kinh phí để chữa trị cũng như là ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Phi cảm ơn quý vị rất là nhiều và mấy chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.